kính chào cộng đoàn. Mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Ngày mai Chúa Nhật thứ 13 thường niên, giáo huấn số 32. Mỗi giáo hội địa phương cũng là công giáo. Các giáo hội địa phương có đặc tính công giáo cách đầy đủ nhờ hiệp thông với một trong các giáo hội đó, tức là với giáo hội Roma, là giáo hội chủ trì trong đức mến. Quả vậy, toàn thể hội thánh, nghĩa là các tín hữu ở khắp mọi nơi, cần phải hòa hợp với giáo hội Roma vì sự ưu việt cao trọng hơn của nó. Quả vậy, từ buổi đầu khi ngôi lời Thiên Chúa xuống mang lấy xác phàm nơi chúng ta, tất cả các giáo hội của các Kitô hữu ở khắp mọi nơi đã coi và vẫn coi giáo hội cao quý ở Roma như căn bản và nền tảng vững chắc duy nhất. Vì theo chính lời hứa của Đấng Cứu Độ, các cửa địa ngục không bao giờ thắng được giáo hội ấy. Thánh Maximo Hiển Tu. Vậy chúng ta phải cẩn thận, đừng nghĩ rằng hội thánh phổ quát như là một tổng hợp, hay có thể nói một hiệp hội liên minh các giáo hội địa phương. Chính hội thánh do ơn gọi và sứ vụ phổ quát khi bén rễ vào những hoàn cảnh khác nhau liên quan đến trật tự dân sự, xã hội và nhân loại, thì đã mặc lấy những bộ mặt bên ngoài và những đặc điểm khác nhau trong bất cứ miền nào của trái đất. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị tông huấn loan báo tin mừng. Sự đa dạng phong phú về các kỷ luật giáo hội, các nghi thức phục vụ, các di sản sẵn riêng về thần học và tu đức của các giáo hội địa phương khi kết hợp lên một, cho thấy một cách sáng chói tính công giáo của hội thánh bị phân chia. Công đồng Vatican lô 2 hiến chế tín lý ánh sáng muôn dân. Mùng 3 thứ 2 Thánh Tô-ma tông đồ lễ kính. Mùng 4 thứ 3 Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Mùng 5 thứ 4 Thánh Anton Maria Zacharia linh mục. Mùng 6 thứ 5 đầu tháng Thánh Maria Govetti trinh nữ tử đạo. Mùng 7 thứ 6 đầu tháng. Mùng 8 thứ 7. Mùng 9 chủ nhật thứ 14 thường niên. Thông báo thứ nhất, ngày mai chủ nhật đầu tháng, cha rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Ai đã đăng ký xin đưa các trẻ đến nhà thờ lúc 8 giờ. Thông báo số 2, thứ ba ngày mùng 4 tháng 7 năm 2017, sau thánh lễ chiều lúc 18 giờ, xin mời anh em trong nhóm tự nguyện ở lại họp với cha xứ. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mừng luôn trong nước Chúa.
nhưng vinh chia và con và thánh thần. Amen. Bình an và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Hành trình đức tin của mọi người chúng ta trên trần thế này tiến về quê trời có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Thế nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy chọn Thiên Chúa là chọn lựa đầu tiên cho cuộc đời của mình. Chỉ có Thiên Chúa mới hướng dẫn chúng ta đi đúng hướng, tiến về quê trời, hưởng sự sống, sự hạnh phúc vĩnh cửu. Với tất cả những tâm tình đó, anh chị em chúng ta thành khẩn ăn năn sám hối để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phán tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều tiếng to. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức và Maria chọn đời đồng chính, các tin thần, các thân và anh chị em phân tạo cho tôi trước mọi Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót. Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con cảm ơn Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã vô lòng thương nhân chúng con làm nghi tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con xa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn ra ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chính sách các vua quyển thứ hai. Một hôm, ông Elisa đi qua Sunem. Ở đó có một phụ nữ giàu sang. Bà ta thỉnh thoảng mà ông tới dùng bữa tại nhà bà. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông lại ghé vào dùng bữa. Bà ấy nói với chồng: "Này ông, tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một người của Thiên Chúa, là một vị thánh. Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lên ở đó." Một hôm, ông đến nơi ấy và lên trên lầu nằm nghỉ. Ông nói với tiểu đồng: "Nên làm gì cho bà ấy?" Giê-kha-di đáp: "Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già." Ông Elisa bảo: "Đi gọi bà ấy." Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa. Ông Elisa nói: "Vào thời kỳ này, vào độ sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng." Đó là lời Chúa. Thank you.
chiếc thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa. Anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, lạy Thánh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Lạy Thiên Chúa. Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được mạng sống ấy, còn ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất sự sống. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, đó là những lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu Kitô đối với các thánh tông đồ trước khi Chúa Giêsu sai các ông ra đi rao giảng tin mừng. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, sự sai đi của các thánh tông đồ cũng là cuộc hành trình đức tin
của mọi người chúng ta trên trần thế này. Chúng ta được Thiên Chúa sai đi, và cuộc hành trình đức tin đó có thể kéo dài 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm, 90 năm và có thể hơn 100 năm, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Và trong cuộc hành trình đức tin đó, dọc đường chúng ta có rất nhiều chọn lựa khác nhau. Một trong những chọn lựa đầu tiên của chúng ta đó chính là chọn những người mà chúng ta thân yêu, yêu mến nhất trong cuộc đời của mình. Có thể là cha, là mẹ của mình, có thể là vợ, là chồng của mình, có thể là con cái của mình, có thể là bà con thân thuộc, dòng họ, máu mủ với mình. Đó là điều rất thường tình đối với con người, và đó là điều mà Thiên Chúa luôn luôn khuyến khích chúng ta làm, và Thiên Chúa luôn luôn khen ngợi chúng ta làm điều đó, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Thế nhưng những lựa chọn đó không phải là những lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho cuộc đời của mình. Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta hãy lựa chọn Thiên Chúa là ưu tiên số một trong cuộc đời của mình trên hành trình đức tin tiến về quê trời. Con đường mang tên Giêsu, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Và chúng ta thấy con đường mang tên Giêsu là một con đường đau khổ. Thế nhưng sự đau khổ đó phải được trải nghiệm qua, phải được đi ngang qua trước khi chúng ta bước vào vinh quang, sự sống, hạnh phúc muôn đời. Và trên con đường Giêsu đau khổ đó, sự đau khổ đó không phải là sự đau khổ mang đến sự chết, không phải là sự đau khổ tràn ngập bóng đêm của tội lỗi. Thế nhưng đó là sự đau khổ của tình yêu, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Và chúng ta thấy chính Chúa Giêsu mang tên con đường của Ngài, và Ngài đã trải qua con đường đó, con đường từ Bê-lên tiến về Nazareth, từ Nazareth tiến về Jerusalem, và từ Jerusalem tiến lên đồi Can-vê. Và trong suốt những cuộc hành trình từ Bê-lên tiến đến Can-vê, chúng ta thấy Chúa Giêsu chịu rất nhiều đau khổ. Thế nhưng sự đau khổ đó là sự đau khổ của tình yêu mang đến sự sống, hạnh phúc muôn đời cho con người chúng ta, cho nhân loại chúng ta. Và cuối cùng kết thúc cuộc hành trình đau khổ tình yêu đó chính là vinh quang phục sinh, chính là sự sống muôn đời mà Thiên Chúa mang lại cho toàn thể nhân loại. Chúng ta nhìn vào trong Cựu Ước, chúng ta cũng thấy có nhiều nhân vật nổi tiếng trong Cựu Ước cũng trải qua cuộc hành trình đau khổ xen lẫn tình yêu đó. Cụ tổ phụ Abraham là một ví dụ. Cụ ta đã từ bỏ gia đình của mình, từ bỏ những người thân yêu của mình, từ bỏ nơi chôn râu, chôn nhau cất các rốn, từ bỏ quê hương xứ sở của mình để bước vào cuộc hành trình đầy gian lao thử thách tiến về miền đất hứa. Thế nhưng sự từ bỏ về của cải vật chất, gia đình chưa đủ đâu, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Còn một điểm quan trọng nữa, đó chính là từ bỏ chính con người ích kỷ tội lỗi của mình. Và cụ tổ phụ Abraham đã làm điều đó. Cụ đã từ bỏ chính con người của mình, chính ý riêng của mình để sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Và trên con đường đau khổ đầy tình yêu đó, cuối cùng Ngài cũng đã tiến vào vinh quang, đó là miền đất hứa mà Thiên Chúa
đã ban tặng cho Ngài. Và chúng ta thấy chính Chúa Giêsu trên con đường mang tên của Ngài, Ngài không chỉ từ bỏ địa vị danh vọng của cải vật chất ở trần thế này, mà Ngài từ bỏ chính con người của Ngài, từ bỏ chính ý riêng của Ngài. Trong giây phút ở trong vườn cây dầu, Ngài không theo ý riêng của mình nhưng theo thánh ý của Thiên Chúa. Và cuối cùng, con đường đau khổ tình yêu đó kết thúc bằng sự vinh quang phục sinh. Có rất nhiều chọn lựa cho chúng ta trên bước đường trần thế này. Có rất nhiều con đường thê thang tràn đầy hạnh phúc, mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn, mang lại cho chúng ta sự dễ chịu, mang lại cho chúng ta sự ấm no hạnh phúc. Thế nhưng con đường tràn đầy thê thang, tràn đầy sự dễ chịu thoải mái đó rất nguy hiểm, rất dễ dẫn chúng ta đến sự chết chứ không phải sự sống. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, con đường thê thang thì rất nhiều người chọn lựa, thế nhưng con đường hẹp thì rất ít người. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, chúng ta có rất nhiều chọn lựa khác nhau, thế nhưng chúng ta hãy chọn chính Chúa Giêsu là ưu tiên hàng đầu. Và chúng ta khi đã chọn Ngài thì chúng ta sẽ bước trên con đường mang tên Giêsu, mà con đường đó là con đường đau khổ xen lẫn với tình yêu, và kết thúc đó chính là vinh quang phục sinh, vinh quang của sự sống hạnh phúc muôn đời. Ước gì mọi người chúng ta cân bằng cuộc sống của mình, không chỉ chọn lựa địa vị danh vọng của cải vật chất ở trần gian này, nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng chính Thiên Chúa mới là chọn lựa ưu tiên, mới là chọn lựa hàng đầu cho cuộc đời của mình. Chính Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Xin mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, Ngài là toàn năng, đấng tạo hành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi ơn Chúa Cha, đấng
chỉ đọc câu 2 và câu 4. Anh chị em thân mến, muốn dấn thân theo Đức Giêsu, người Kitô hữu phải từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo người, với quyết tâm bước theo Chúa đến cùng. Chúng ta cùng tha thiết nguyện xin. Đời sống thường ngày cho ta thấy có một số người chỉ thích sống an nhàn, chỉ lo hưởng thụ mà ngại hy sinh gian khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lúc nào cũng có nhiều người quan đai, sẵn sàng phục vụ những thành phần bất hạnh nhất của xã hội. Hết lòng nâng đỡ và chân thành cộng tác với các mục tử trong sinh hoạt của giáo xứ là trách nhiệm của mỗi Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn rộng rãi giúp đỡ và tích cực cộng tác với các linh mục trong việc mục vụ thường ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trải qua con đường đau khổ rồi mới bước vào vinh quang. Xin cho chúng con hiểu rằng nếu muốn được chia sẻ vinh quang thiên quốc với Chúa, chúng con cũng phải đi qua con đường thập giá, con đường đòi hỏi nhiều hy sinh gian khổ, nhưng chính là con đường dẫn đưa đến sự sống bất diệt. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiến lễ cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ, xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phương này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa Chúa còn dư lưu linh dược để chữa lành bản tinh phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai bị mang bản tinh đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đã bên các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Hỡi hỡi hỡi.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những phù lễ này để trở nên cho chúng con mền và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện lập mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nó vì các con. Cùng một thời thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu công trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiên tuồng hội thánh trong đức mê cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô chúng con, Đức Gia Phụ Ta Giuse cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin chế phải được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trong năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và Ta, được Cha chỉ đến, xin Cha về đến nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền,
Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc trai đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ở vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, để linh hồn con sẽ lành hẳn. Thank you.
vào mọi lần ngược đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên trái nỗi của từ sông, mái ấm của bình thương bao dung và hợp nhất, ngôi trường gia thường nên người tốt và hữu ích, anh chị che chở phẩm cha của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển trong gia làm người. Xin thánh gia thân phù hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao tự thân, và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình và mau con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa và tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.